chào tất cả các thầy cô. Em tên là Nguyễn Thị Hải Duyên, hiện đang công tác tại trường tiểu học Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thật may mắn khi năm này là năm thứ 3, em được biết đến Pro Teacher Ami, thầy Bùi Duy Phương và đã đồng hành cùng thầy trong suốt 3 năm vừa qua. Nhưng sự đồng hành đó chưa chính thức mà chỉ là sự tìm kiếm nhất thời khi em cần một số thao tác nào đó trên PowerPoint, trên Word, Excel hoặc giáo án e-learning, thiết bị dạy học số, v.v. Cứ thiếu gì là em lại gõ Bùi Duy Phương để tìm kiếm. Theo dõi Facebook của thầy, em cũng chỉ là một nhân vật nằm vùng, âm thầm, lặng lẽ, không like, không xách bất kỳ một trạng thái nào của thầy cả. Cho đến năm nay, khi gặp được cộng đồng của mình, những ngày đầu cũng chỉ là sự theo dõi nhất thời như 3 năm vừa qua em đã làm. Nhưng rồi, không biết cơ duyên nào đã giữ chân em lại và đồng hành cùng với tất cả các thầy cô trong cộng đồng Pro Teacher Ami và tất cả các thầy cô nữa. Và cũng từ giây phút đó, em đã học hành nghiêm túc hơn, chưa hề bỏ một buổi học nào, chưa hề vào lớp trễ và luôn làm đầy đủ bài tập, nộp bài đúng hạn. Đặc biệt là được kết nối một cách đầy yêu thương với trung đội 3. Trước khi đến với khóa học, em nhút nhát lắm. Tiếng Anh không dám mở miệng ra để đọc vì sợ sai, câu chữ thì chẳng rõ ràng, rồi vốn từ thì ít ỏi, từ được, từ không, buồn lắm. Nhưng từ khi theo học, nhờ sự động viên của thầy cô, mà đặc biệt là lần thầy Phương đã vào nhóm Zoom của trung đội 3, thầy đã động viên em khi em tự ti về chính mình. Chỉ là những câu nói đơn giản thôi, nhưng vô cùng chân thành và sâu sắc. Thầy đã giúp em vượt qua được sự sợ hãi, vượt lên chính mình để mạnh dạn trong học tập. Khóa học ngày hôm nay nữa thôi là đã kết thúc rồi. Em tiếc lắm. Còn rất nhiều điều dang dở em chưa thực hiện được. Nhưng chắc chắn em sẽ không dừng lại ở đây đâu. Em sẽ nỗ lực, cố gắng để tiếp tục học tập, mang về kiến thức cho chính bản thân mình và giúp đỡ những học sinh thân yêu của mình nữa. Lời cuối cùng, em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Bùi Duy Phương, trung tâm Pro Teacher Ami và siêu trí nhớ tiếng Anh đã trang bị cho em những công cụ quý báu để em vững vàng mỗi ngày lên lớp, đã cho em một mùa hè thú vị, một mùa hè yêu thương và một mùa hè ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Biết ơn cũng là hai từ duy nhất mà em trân quý dành để cảm ơn tất cả những người thầy, người cô đã đồng hành vất vả cùng em và tất cả các thầy cô khác trong cộng đồng của mình trong thời gian vừa qua. Những lời tri ân, những lời yêu thương không thể diễn tả hết bằng lời được. Em xin ghi nhớ mãi tấm lòng của quý thầy cô bằng những lời cảm ơn chân thành.